kiếm Lai F1 Fancy 111. Đây là giống ngô nước tím nhập khẩu từ Thái Lan do công ty Aravanta sản xuất. Giống ngô nước tím Fancy 111 trồng được quanh năm, thời gian thu hoạch từ 65 đến 70 ngày. Lượng giống trung bình từ 8 đến 9 kg trên 1 hecta. Gieo một hộp một hạt. Khoảng cách tiêu chuẩn 70 x 25 hoặc 70 x 30 cm. Gỗ này là gỗ 100g. Gỗ 100g phổ tâm 400 đến 500 hạt. Phía dưới bao bì ghi ngày sản xuất và hàng sử dụng. Đặc hiệu sắc tố tím trên ngô nước Fancy 111 có công dụng chống oxy hóa. Đây là đặc giống từ liên hệ số điện thoại trên màn hình. Chào tạm biệt.